Viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng, tên anh vào được không? Xin thưa với lại các thượng đế 63 tỉnh thành, đã có một người thượng đế được ghi tên vào thiệp hồng. Người thượng đế đó ở địa chỉ tổ dân phố Nghĩa Phú, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, mang biển số 79. Đây là nàng Sony có model CFS1058S. Nàng ấy đã đồng ý, nàng ấy đã nhất trí, nàng ấy đã ưng cái bụng. Nàng ấy đã chấp nhận làm thê thiếp của ngài ấy, thế nên nàng ấy mới cho phép ngài ấy ghi tên vào thiệp hồng. Và chúng ta xin chúc mừng. Các cụ ăn uống bét nhè mà mừng cho hai cháu được đè lên nhau. Đêm nay tuy có hơi đau, nhưng mà các cháu sẽ nhớ nhau suốt đời. Vâng, đây là nàng Sony 1058S. Em gái vườn quê mà cuộc đời trong trắng, dầm mưa dãi nắng mà em vẫn yêu trăng đẹp ngày rằm. Nàng ấy, xin thưa với lại các thượng đế, nhiều lúc mà chàng bảo chân mẹ mày lấm bùn mà tôi cứ ngỡ gót chân tiên ứ hử. Nàng ấy bên ngoài thế này thôi, thế nhưng bên trong thì úi rồi ôi tuyệt vời. Cảm ơn cuộc đời, đấy là điều chắc chắn, vì ở bên trong còn nguyên bản, còn nguyên zin. Xin thưa với lại các thượng đế là như vậy nha. Đấy, vẻ đẹp mặn mà của nàng Sony trông thế này thôi, có người thì lại nhìn thấy thì lại không thích. Thế nhưng cái vẻ đẹp tâm hồn, cái nội tâm ở bên trong, đấy mới là mấu chốt của vấn đề. Còn nguyên bản nguyên zin, người xưa bảo rằng một người đàn bà đẹp thỏa mãn đôi mắt, no cái mắt, đã cái mắt, sướng cái mắt. Thế nhưng một người đàn bà tốt thì ấm lòng lắm, ấm lòng lắm nhá, thỏa mãn con tim, ấm lòng lắm. Thì đôi loa cũng vậy thôi, đôi loa mà còn zin, còn nguyên bản thì người nghe cảm thấy cũng ấm lòng, cũng ấm lòng lắm. Thế còn đôi loa mà đương nhiên rồi, không còn zin thì người nghe cảm nhận được một cái nó chạnh lòng nhá. Thì xin phép các thượng đế, mình có một cái hạn chế là mình chỉ cung cấp những cái đôi loa còn zin, còn nguyên bản. Còn những cái đôi loa mà không còn zin, xin phép không được cung cấp. Đôi loa này mình cung cấp với một mức thóc đệ nhất thiên hạ, rẻ nhất quả đất, 300.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển, có 150.000 một cái. Hai cái là 300.000, nếu bóc tách ra mất độ khoảng tầm 40-50.000 tiền thùng xốp, thì chỉ còn có 250.000 đôi loa này thôi. Đấy. Và chúng ta cũng cần phải biểu dương người thượng đế này, vì người thượng đế Trần Văn Chốt, nàng ấy xong là người thượng đế thực hiện cái quyền đó là được chuyển thóc ngay và luôn. Và bây giờ mình cũng thực hiện test luôn và ngay để gửi cho người thượng đế ở thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ở đây mình dùng chiếc đài Sony có model CFS715S để lấy tín hiệu ra để test cho đôi loa này. Đôi loa này đã được mình kiểm tra về vấn đề kỹ thuật ở đây, thế nên là khỏi phải lo về cái vấn đề nó rẻ nhá. Đấy. Lại nói đến đài Sony CFS715S thì xin thưa với lại các thượng đế, cái đài này, cái cửa A là bộ cơ, là bộ cơ cửa A này là rất gì thì cũng chưa nghĩ ra được. Thế nhưng bộ cơ cửa A này chạy vòng cao su, bánh trung gian là cao su. Thì mình ở đây mình đã tuyển lựa, đã được một cơ số bộ cơ, nó khoảng tầm 5-6 bộ cơ chạy bằng bánh răng, để lắp vào cái bộ cơ cửa A của đài 715 thì tuyệt văn vời. Đây, chạy bằng bánh răng. Đấy, bánh răng. Đây, cái bánh trong này này, bánh bé bé trong này này. Thế còn thông thường ấy là chạy vòng cao su. Đấy, nhưng mà đây chạy bánh răng này. Đấy. Ê, chi lị. Phải tuyển lựa những bộ cơ như thế này để phục vụ các thượng đế khó tính.
Có thượng đế dễ tính thì là đài méo tiếng nghe cũng được, thế nhưng mà trên thực tế thì có rất nhiều, thậm chí gọi là đại đa số các thượng đế khi nghe băng cassette là muốn nó chuẩn giọng, muốn nó không dối băng, không nhai, nhai băng, không gặm băng, không nghiến băng, vân vân và vân vân. Thì mình tuyển lựa những cái bộ cơ đấy về để phục vụ các thượng đế 63 tỉnh thành nhá. Có thượng đế nào mà có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với cái số máy 036 88 88 479, số điện thoại đang chờ các thượng đế. Ấm tiếng như thế, trầm ấm như vậy thì chỉ có loa quần jean mới đưa ra được. Cháy chạy cứu nạn cứu hộ, quá hạ tầng thông tin, hệ thống trung tâm thông tin chỉ huy, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy và truyền tin báo sự cố, đảm bảo đồng bộ thống nhất hệ thống thông tin chỉ huy chậm ứng ấm phó lắm. Sự cố thiên tai Brazil và nhân bản tìm nó kiếm chậm ấm cứu nạn, lắm. hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ của các bộ ngành địa phương hoàn thành chuyển đổi số và cung cấp dịch vụ công mức độ cao nhất trong lĩnh vực Tách phòng loa cháy à? và chữa cháy. Đây là đang nói cái loa bên đây này. Đang nói cái loa bên đây này. Khói lửa bùng lên tại tầng trệt của căn nhà 2 tầng trên đường TA16, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó anh đang Nguyễn loa Tư bên Hùng, đây 42 này. tuổi, cùng vợ và con gái 3 Chậm tuổi ấm đang ngủ lắm. trong phòng ở lầu 1. Nhiều người dân xung quanh dùng bình chữa cháy dập lửa song bất thành, do cửa khóa trái nên không thể tiếp cận bên trong. Ít phút sau, lửa lan sang đồ nội thất, hai xe máy nên bùng lên dữ dội, bao trùm tầng trệt, khói đen mù mịt. Ba người trong nhà chạy ra ban công kêu cứu. Hàng xóm leo lên mái tôn dùng búa khóa chốt, kéo hàng rào sắt vào khoảng hở để các nạn nhân thoát ra ngoài trong tình trạng bị ám khói đen. Cùng lúc cứu người, hơn chục cảnh sát cứu hỏa đã kéo vòi rồng dập lửa từ cửa chính. Đám cháy được khống chế sau 15 phút, song đã thiêu rụi nhiều đồ đạc. Ông Cung Quảng Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thới An cho hay, ba nạn nhân được đưa vào bệnh viện quận 12, cách hiện trường 4 cây số, chăm sóc y tế, sức khỏe đã ổn định. Nguyên nhân thì cái này là meo 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 rửa mặt như mèo đấy, xấu xấu lắm chẳng được mẹ yêu nhá. Đấy, thế nên là cái này thì người thượng đế ở thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa mà ngài bảo để coi như thế là tự tay ngài coi như là về tân trang lại cái bộ mặt đằng trước này, cái lưới này nhá. Thì cái lưới này bây giờ thì có đánh rửa sạch sẽ đi, xong rồi sơn đen lại là ngon lành cành đào thôi. Để về cơ bản là cái loa ở bên trong ấy, về cơ bản là cái loa bên trong còn zin, còn nguyên bản và âm thanh mình tép ra nó rất chi là trầm ấm mà to, không làm sao phải suy nghĩ về rẻ cả. Đấy là cái mấu chốt của vấn đề, thông loa thì không bị vỡ bị nứt chỗ nào cả. Đấy, thế còn cái khóa loa này, này cái khóa cái chốt này này, đấy thì một bên này thì còn này, đấy bên này thì còn này, đấy còn bên này thì gãy mất rồi này. Đấy, thế nhưng mà cái này thì cũng không quan trọng lắm, quan trọng nó là cái rãnh như này. Đấy, quan trọng là cái rãnh, cái rãnh này để lắp vào cái thân máy đấy nhá. Đấy, đây. Thì hàng của mình ấy là về vấn đề kỹ thuật là mình kiểm tra xem còn zin hay không, còn ngon hay không. Thế còn về cái vấn đề tân trang để làm cho bóng mượt lên rồi là sức nước hoa này, này nọ cái lọ cái chai thì có thượng đế thì có cái nhu cầu như thế, có thượng đế thì lại có cái nhu cầu là cứ để như thế này, về để các thượng đế tự tay mình làm lên. Đấy, thế nhưng về cơ bản nhất là loa mình đã kiểm tra, không phải suy nghĩ gì cả nhá. Thì đến với mình thì không nhất thiết là phải mua cả cái đài nhá. Đấy, mua cái loa thậm chí không mua vỏ, mua nguyên loa cũng được. Đấy, vì có đấy là ngày hôm nay chẳng chưa thể thu xếp được người thượng đế ở thủ đô Hà Nội mua cái đôi loa đài J và K cũng mua đen 330 loa to, nhưng mà chắc này cũng chưa 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 thể chưa thể lên video được. Mua núm nút thì trên thực tế cái nút volume này này, cái nút volume của đài Sony 715 này rất chi là hay gãy vỡ. Thì cái núm zin này thông thường là mình bán 50.000 một cái nhá. Đấy, thế nhưng mà có những lúc thì cũng hết, có những lúc thì cũng hết cái núm này. Đấy, thì cái núm này ấy, đài Sony 710 lắp vào vừa, thế nhưng mà nhìn nó chưa được ưng cái mắt cho lắm thôi. Còn cái núm là Mình có đài chút trồng phát triển. 715 này là rất chi là hay gãy. Thế còn những cái núm nút như thế này thì xin phép không được bán nhá, không bán, xin phép không bán. Và cái núm nút như vậy chỉ có tặng thế cho nó nhanh. Đài 715 này cũng rất bị hay bị gãy răng.
Đây, những cái bàn phím này, phím vớt này là hay gãy lắm này, phím play này, phím tua này. Đấy, thì những cái phím như thế này, những cái bàn phím như thế này, nhá, cái lẫy này. Còn zin mình bán 50.000 đồng. Vì mình phải phá ở chiếc đài khác của mình ra. Đấy, thế còn những cái mà lằng nhằng mì tôm, ví dụ như cái thằng cu này chẳng hạn thì tặng. Đây, cái thằng cu này thì tặng không bán nhá. Còn những cái phím này rất chi là nhiều, 50.000 đồng một cái. Đấy. Anten zin đầu nhựa là 50.000 đồng một cái nhá. Ấy ô nhiễm. Trời, nó trầm ấm lắm. Thôi xin phép dừng video ở đây để bọc ni lông để đóng vào thùng xốp cho ngài. Trân trọng cảm ơn các thượng đế 63 tỉnh thành. Chào thân ái. Xia xịa.